Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay ha, Thật Quang muốn review một thực tế ở một cái khu phố nhỏ của Việt Nam thôi, của xã hội Việt Nam cho mọi người thấy. Tức là dưới chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt, dưới chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó, mà cụ thể là nước Việt Nam chúng ta đó. Ha, thì cái sự quan tâm của chính phủ đến những người dân như thế nào, và với những người cao tuổi, cụ thể là người cao tuổi, thì hôm nay thì Thức Quang sẽ review cho mọi người xem ha. Trước mặt mọi người đó, đây là một cái trong một khu phố thôi, và đây là hội người cao tuổi phường 8 Gò Vấp, chi hội người cao tuổi khu phố 4, họp mặt kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống nha, nhớ nha, 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2022. Và hôm nay là chúc thọ, chúc mừng các cụ từ 80, 85, 90, 95 tuổi. Và sơ kết đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đó, để cho mọi người thấy, thì trong đây có gia đình Thơ Qua, có bố của Thơ Quang, cụ năm nay cũng 85 tuổi nha. Cụ 85 tuổi cũng là một người từng là theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, đi lính chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó. Đó, là ông già mặc bộ đồ vest đen đó, mọi người thấy không? Đó, là bố của Thơ Quang đó nha, để cho mọi người thấy. Đó, cho mọi người thấy dưới chế độ Cộng sản thì như thế nào ha. Để mấy chú bên kia thì không biết, thì những đất nước xứ tự do tư bản thì có những cái chuyện này không thì mình không biết, nhưng mà đây là theo Thơ Quang nghĩ, đây là một cái nét đẹp truyền thống, nét đẹp truyền thống của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ luôn quan tâm đến mọi công dân của họ, dù là già trẻ lớn bé gì, nói chung là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều được chính phủ và nhà nước quan tâm một cách theo một cái hướng nào đó. Nó mặc dù là nó không có lớn lao, nhưng mà ít ra thì nó cũng có một cái tinh thần giúp cho những người lớn tuổi họ có một cái niềm vui, niềm vui nhất định. Thì theo Thơ Quang nghĩ đây là một cái nét hay, một cái quy định hay của chính phủ đó. Mọi người xem, đây là những hội những người già. Thấy chưa? Đó, rất là đẹp. Đó, đầy đủ nha. Thì đâu đó thì mặc dù là không phải là mình xỉa sói, nhưng mà nếu mà so ra các nước tư bản, đúng không mọi người, thấy không? Tức là người dân Việt Nam họ được hưởng được cuộc sống an nhàn, bình yên và rất là vô tư. Tự xin hỏi mọi người chứ, nhân quyền có phải là đây không, đúng không? Theo người đây có được xem là nhân quyền dân chủ không, đúng không? Đó, và đất nước Việt Nam có an yên, có bình yên không, thì mọi người cứ nhìn cảnh tượng này đi ha, cứ nhìn những cảnh tượng này đó, thì mọi người sẽ biết được. Đó, đây là những người già, từ các cụ từ 80 tuổi trở lên. Các cụ từ 80 tuổi trở lên sẽ được những tổ chức, tức là theo tôi quan hiểu như thế này là có vào trong những cái hội người cao tuổi để họ sinh hoạt với nhau, để gọi là an ủi cái tuổi già, thấy không? Và chính quyền họ cũng thường xuyên tổ chức những cái buổi như thế này, buổi giao lưu họp mặt hoặc những ngày lễ truyền thống gì đó. Không phải Kiều Anh, không phải tiêm vaccine. Đây là cái kỷ niệm buổi họp mặt của hội người cao tuổi, kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Đó, thì anh muốn đưa lên cho mọi người thấy, review cho mọi người thấy. Tức là ở Việt Nam chúng ta đó, là có dân chủ nhân quyền hay không, đất nước có bình yên hay không, đất nước có phát triển hay không, đúng không? Đó, đó, để thấy rõ rồi. Rồi, ok. Đó,
dân chủ nhân quyền phải ở đây không, đúng không? Thì mọi người cứ đối chiếu những hình ảnh này với các quốc gia khác trên thế giới thì mọi người sẽ nhìn ra được và mọi người sẽ có được cái câu trả lời nó xác đáng nhất, như thế nào là dân chủ nhân quyền, đúng không? Và chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam họ có xem trọng dân chủ nhân quyền hay không rất là rõ ràng, đúng không? Không những cái luận điệu chống phá xuyên tạc của những thành phần bên kia sơ hở là sẽ sói thế này sẽ sói thế nọ đó, thì tham quan thực tế nhất, review thực tế cho mọi người xem. Vậy hai người ha, ngắn gọn thôi. Từ nay là buổi sáng thứ bảy thì tham quan còn việc rồi gia đình nữa, cho nên là chỉ review ngắn gọn cho mọi người thấy và thấy được cái nội dung này đó. Và tham quan xin nhắc lại, hôm nay là ngày họp mặt của hội người cao tuổi và là nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 1941, 6 tháng 6 2022. Vậy ha mọi người ha. Ok, xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại.